Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân giữ dáng, kiêng khem đủ thứ, lên kế hoạch ăn kiêng thật bài bản mà bạn vẫn duy trì thói quen uống 7 thức uống gây tăng cân này, thì công cuộc giảm cân của bạn sẽ càng ngày càng thê thảm nữa đấy. Vậy những loại thức uống dễ gây tăng cân nhất là gì? Thế cùng với lọc đẹp đưa vào danh sách đen ngay và luôn để có được body thật đẹp bạn nhé. Trà sữa. Thật tiếc khi đứng đầu danh sách thức uống gây tăng cân là cái tên nghe là thèm ngay. Ai mà nỡ từ chối một ly trà sữa full topping, mát lạnh, béo ngậy đúng không nào? Nhưng mà không được đâu nha. Hãy tự dặn lòng rằng uống trà sữa sẽ làm béo bụng, béo toàn thân để tránh xa trà sữa ra nha. Bạn có biết mỗi 100ml trà sữa thì chứa tới 127 calo hay không? Một ly trà sữa size 500ml là bạn đang nạp vào cơ thể 500 calo lận đấy. Bằng với việc bạn phải chạy bộ khoảng 30 phút thì mới tiêu thụ hết ly trà sữa này đấy. Vậy nên nếu đang trong quá trình giảm cân an toàn thì tốt nhất tránh xa những ly trà sữa hấp dẫn kia nha. Nước ép đóng chai. Không thể phủ nhận, nước ép đóng chai vừa tiện lợi lại có hương vị thơm ngon như so với ăn trái cây tươi. Thì uống nước ép đóng chai sẽ hấp thụ nhiều đường hơn đó. Đường là một trong những kẻ thù của ai đang trong quá trình giảm cân. Bạn có sợ quá trình giảm cân của mình trở nên công cốc hay không? Nếu không thì hãy tránh xa tất cả các thể loại nước ép đóng chai bạn nhé. Trong nước ép trái cây đóng chai hầu như không chứa chất xơ, nhưng mà lượng đường ngay lập tức được hấp thụ và chuyển đến gan. Khi gan hấp thụ quá nhiều đường sẽ quá tải. Chính vì thế một phần của lượng đường dư thừa khi uống nước ép trái cây đóng chai thì sẽ chuyển hóa thành mỡ. Sinh tố đóng chai. Cũng tương tự như nước ép đóng chai, sinh tố đóng chai cũng chứa nhiều đường hơn bạn tưởng đấy nha. Theo thông tin của đa số hãng nước giải khát thì một chai sinh tố 350ml thì chứa khoảng 31g đường, gần bằng một lon nước ngọt có ga. Ngoài ra sinh tố đóng chai có không chứa chất xơ nên không mang đến cảm giác no, điều này sẽ khiến bạn uống nhiều hơn bình thường. Và vì lượng đường nhiều nên nếu bạn muốn giảm cân thành công, hãy gạch tên sinh tố đóng chai ra khỏi danh sách đồ uống lành mạnh bạn nhé. Cà phê sữa. Cà phê nếu biết cách uống sẽ có thể là phương pháp giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên nếu bạn pha thêm sữa hay là đường và cà phê đen sẽ biến thức uống này thành một đồ uống gây tăng cân chóng mặt đấy nhá. Nếu như bạn đều đặn uống từ 2 đến 3 ly cà phê sữa thì bạn đã nạp khoảng 250 cho đến 300 calo, tương đương lượng calo có trong một tô bún. Chính vì thế nếu muốn giảm cân an toàn hiệu quả, hãy uống cà phê đen nếu cơ thể cần, tránh xa hoàn toàn cà phê sữa, cà phê pha đường bạn nhé. Nước ngọt có ga. Khỏi cần bàn cãi rồi đúng không nào? Nước ngọt có ga chưa bao giờ là tốt đối với cơ thể con người. Trung bình một lon nước ngọt có ga khoảng 390ml thì có 130 calo, chứa 33 đến 39 gram đường. Chắc bạn đang nghĩ nằm 130 calo thì chỉ cần tiêu thụ hết 130 calo là sẽ không mập đúng không nào? Tuy nhiên điều này sai rồi nha. Dù bạn cố gắng tập thể dục để tiêu hao hết số calo nạp vào cơ thể từ việc uống nước ngọt thì bạn cũng sẽ tăng cân mà thôi. Uống nước ngọt có ga còn phá hủy hoàn toàn quá trình giảm cân của bạn mà còn làm tăng lượng mỡ nội tạng, gây béo bụng. Và nghiêm trọng hơn, nó có thể dẫn tới sự phát triển của các tế bào ung thư ở trong cơ thể. Nước tăng lực. Dù nước tăng lực sẽ làm bạn tỉnh táo hơn khi đầu óc mệt mỏi, nhưng mà nước tăng lực 260ml chứa khoảng 30g đường. Ngoài phá hỏng hoàn toàn kết quả giảm cân miệt mài của bạn, thì nếu bạn uống nước tăng lực từ 1 đến 2 lon mỗi ngày sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 lên đến 26%. Vừa làm tăng cân vừa gây tiểu đường. Chính vì thế bạn nên tránh xa loại đồ uống này nếu như muốn có một thân hình thon gọn, một cơ thể khỏe mạnh bạn nha. Sữa lắc. Sữa lắc, cookie đá xay, đây là những món đồ uống vừa ngọt lại vừa béo. Tuy nhiên thì đây lại là một trong những đồ uống mà được ưa chuộng nhất trong những quán cà phê. Với thành phần gồm kem, sữa, bánh quy và các loại siro, sữa lắc chính là món đồ uống gây tăng cân chóng mặt. Những thành phần làm nên một ly sữa lắc, cookie đá xay đều chứa hàm lượng chất béo chuyển hóa cao, làm tăng lượng cholesterol xấu ở trong cơ thể. Hãy tránh xa món đồ uống này cho đến khi bạn đã có được một thân hình như ý bạn nhé. Với những thực đơn giảm cân hàng ngày, nếu bạn muốn thành công thì trước hết hãy lên danh sách những món đồ uống gây tăng cân, những món đồ ăn vặt không lành mạnh. Hy vọng công cuộc giảm cân của bạn sẽ thành công hơn khi tránh xa những món đồ uống có hại cho cân nặng này nhé. Video hôm nay của chúng mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video vào ngày mai nhé!